Giới thứ ba, cấm tà dâm. Cấm tà dâm là một giới đức chung thủy. Những người cư sĩ tại gia cần phải học, hiểu và sống cho đúng đức hạnh này. Người không tà dâm là hiện tiền thân và tâm của họ chung thủy, trung thành, tình nghĩa, chân thật. Một người còn tà dâm thì không thể nào thân tâm chung thủy, trung thành, tình nghĩa, chân thật được. Thân tâm không chung thủy, trung thành, tình nghĩa, chân thật thì lúc nào cũng giả dối, không chân thật, không tình nghĩa. Còn tâm tà dâm thì làm sao gọi là thánh cư sĩ được? Phải vậy không quý Phật tử? Bởi vậy, giới đức chung thủy này còn xác định được người cư sĩ Phật giáo là do chỗ tâm trung thành, chung thủy, chân thật với gia đình. Người ta tu theo Phật giáo là một cư sĩ mà tâm không trung thành, chung thủy, chân thật với gia đình thì theo Phật giáo để làm gì? Còn làm mang tiếng cho Phật giáo. Là đệ tử Phật mà bất trung, bất nghĩa, không chung thủy, không chân thật, thật là một tiếng xấu xa vô cùng nhục nhã. Thưa quý Phật tử, một bậc thánh cư sĩ thì không thể nào còn tà dâm. Còn tà dâm thì sao được gọi là thánh cư sĩ, phải không quý vị? Giới đức chung thủy là đức hạnh trước sau một lòng, vẫn có tình cảm gắn bó vợ chồng không thay đổi. Cuộc sống gia đình, chồng và vợ là những người đầu ấp tay gối, sống chia vui sẻ buồn, khi cay đắng, lúc ngọt bùi đều có nhau. Cho nên trước sau phải giữ một lòng, tình cảm gắn bó không thay đổi. Khi đã có chồng có vợ thì không nên tà dâm với người khác. Tà dâm với người khác là làm hại gia đình mình và hại gia đình người khác, làm cho hai gia đình đều đau khổ và tan nát. Con cái đau khổ và oán hận cha mẹ suốt đời, làm cha mẹ cũng hy sinh cho con cái mà chỉ vì cá nhân của mình thì làm sao sống có đạo đức. Cho nên người không có đạo đức chung thủy cũng giống như loài thú vật, chó, trâu, bò, heo, dê, gà, vịt, vân vân. Người biết giữ gìn giới đức chung thủy là người biết sống mang lại sự an vui hạnh phúc cho gia đình. Người biết giữ gìn đức chung thủy là người biết sống không làm khổ vợ con, không làm khổ chồng con và không làm khổ cả hai bên cha mẹ, anh em, chị em, dòng họ. Trong gia đình, giới đức chung thủy là một đức hạnh cao quý tuyệt vời. Nó là một vị thần hạnh phúc của mỗi gia đình. Vậy quý Phật tử, mỗi người đều có gia đình thì phải tu tập và sống cho đúng giới đức chung thủy, vì giới đức chung thủy rất cần thiết để bảo vệ gia đình.